Kính chào quý vị. Cho Ly thay đổi đề tài một chút, tại vì hàng ngày mình nêu ra những cái xấu, cái ác rồi thì mình cũng cần nêu lên những cái tốt đẹp quý vị ha. Thì hôm nay Ly gửi đến quý vị ba bài viết. Một bài viết là Ly đọc được ở trên sách hiếm của một người Việt ở hải ngoại. Họ viết như vậy quý vị: mình không đóng góp gì cho quê hương đất nước mình thì thôi cứ im lặng để cho người khác làm. Bác này là cũng là người Việt Nam Cộng Hòa và hiện đang sống ở Mỹ thưa quý vị. Việt Nam ngày nay khắp cả nước đang ào ạt xây dựng đường xá, nhà cửa, cao ốc, cầu cống, trường học, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn, resort, công ty, xí nghiệp, hãng xưởng, sân bay, vân vân. Thật là rầm rộ náo nhiệt, các công trường xây dựng mọc lên khắp nơi nơi, công nhân thợ thuyền khẩn trương làm việc cả ngày lẫn đêm không hề ngơi nghỉ. Nào là thành phố mới Thủ Thiêm sắp hình thành, sẽ là một thành phố văn minh tiên tiến nhất thế giới, ghê chưa quý vị? Nào là đặc khu Phú Quốc vài ba năm nữa sẽ là một nơi vui chơi du lịch không thua gì Singapore, Las Vegas, Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hội An, Huế, vân vân. Sân bay Long Thành không thua bất cứ sân bay tối tân nào trên thế giới. Những tuyến đường metro sắp hoàn thành sẽ là phương tiện di chuyển tiện lợi cho người dân. Năm 2025, quý vị sẽ thấy bộ mặt đất nước Việt Nam sẽ thay đổi và khác lạ dường nào. Vậy mà tôi không hiểu tại sao quý vị chống cộng vẫn còn mê ngủ, cứ khóc than chửi bới trù ẻo nói xấu quê hương đất nước mình mãi. Mình không đóng góp gì cho quê hương đất nước mình thì thôi cứ im lặng để cho người khác làm. Tại sao lại nhẫn tâm phá thối, đập đổ, thọc gậy bánh xe làm cản trở chi vậy? Đấy, nên nhớ là chế độ nào rồi cũng qua đi, nhưng những cơ sở vật chất có ích cho đất nước, cho dân là sẽ tồn tại mãi. Tôi nói ít, mong quý vị hiểu nhiều, đừng mang lòng thù hận cá nhân mà làm tổn thương cho đất nước, cho dân, cho nước. Mong lắm thay. Đó là một cái bác này, bác ở hải ngoại mà Ly xin giấu tên. Thực ra là bác tên là Giác Hạnh, tên là Giác Hạnh nên chẳng giấu nữa. Quý vị lên trên sách hiếm ạ, nơi cái mục tin ngắn á, quý vị sẽ thấy đấy là một cái bài viết mà Ly thấy rất là thấm thía. Những hy vọng những người còn chống phá đất nước thì họ sẽ đọc được bài viết này. Và một bài thứ hai Ly mời quý vị nghe, đó là Gương người tốt việc tốt. Một em học sinh lượm được 300 triệu đồng và xin em trả lại cho người gặp người 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 đánh rơi. Người ta cứ chê chế độ cộng sản thế nọ thế kia thì mình cũng cần phải đưa những tấm gương như này để cho mọi người thấy cái những cái gương xấu thì thừa thường thì lan truyền nhanh hơn và được người ta gọi là chia sẻ nhiều hơn. Thành ra là những cái gương người tốt việc tốt thì ít người quan tâm tới, cho nên ít người giống như nó không gây sốt đó quý vị, nó không hot đó quý vị đó. Cho nên Ly muốn đọc lên đây: Gương người tốt việc tốt. Em Bùi Thị Mỹ Dung, học sinh trường Trung học phổ thông Hương Khê, Hà Tĩnh, là như nhớ một vùng đất nghèo nha quý vị. Em Bùi Thị Mỹ Dung, học sinh trường Trung học phổ thông Hương Khê, Hà Tĩnh, nhặt được 300 triệu đồng và 3 cây vàng, tìm người đánh rơi để trả lại. Sáng ngày 26 tháng 4 năm 2021, trên đường đi học về, em Bùi Thị Mỹ Dung, học sinh lớp 10A 12 trường Trung học phổ thông Hương Khê, đã nhặt được một số tiền rất lớn, khoảng 300 triệu đồng và 3 cây vàng. Em và gia đình đã liên hệ và trả lại cho người đánh mất là chị Lê Thị Thắm, trú quán tại xóm 1, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Được biết gia đình em Dung là gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Em là một học sinh nghèo vượt khó. Hành động của em rất cao đẹp và nhân văn. Mong rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm có hình thức khen thưởng, động viên để khích lệ em và làm gương cho các bạn trẻ. Theo tác giả Huy Hưng, và đây là hình ảnh của em học sinh và cái người đánh rơi tiền. Đó là quý vị, hình ảnh của em học sinh mà đánh rơi lượm được cục tiền 300 triệu và ba cây vàng. Đấy, và cái người chủ số tiền đó. Đấy là một cái này thì từ từ hôm hai mấy tháng tư, nhưng mà Ly vẫn muốn đưa lên để cho mọi người nghe, và mời quý vị nghe bài đọc thứ ba của Ly, bài đọc cuối cùng trong cái clip này. Đất mẹ giang tay xin gửi đến những đứa con xa xứ lầm đường lạc lối, luôn chống phá quê hương đất nước. Xin lỗi các Việt kiều yêu nước chân chính nhé. Đất mẹ giang tay, đất nước nghèo, các con bỏ quê hương, theo ngoại bang thiên đường và dân chủ. Hầu hạ người ta cuộc sống cũng no đủ, phận ở nhờ con chửi mẹ Việt Nam. Cứ tưởng đây là cuộc sống thiên đàng, chê đất mẹ nghèo hèn và lạc hậu. Bỗng một ngày mây đen phủ toàn cầu, con mới biết Việt Nam mình bừng sáng. Ngạn ngữ Việt Nam tôi nhắc câu cho bạn, trong cơn hoạn nạn mới thấu hiểu lòng nhau. Dịch Covid đang tàn sát Mỹ Âu, văn minh ở đâu để con người tự chết? Bố mẹ ông bà ốm đau bỏ hết, chỉ ưu tiên đứa khỏe đứa lành, đứa thượng lưu hay những kẻ lưu manh. Còn tất cả dân tình cho cỏ rác, với Việt Nam chúng ta lại khác. Đất mẹ giang tay đón các con lầm lạc, bởi tình người ta quý hơn tiền bạc. Cho dù con đã ngược đãi mẹ cha, về đi con, tổ quốc mới là nhà, là dòng máu tiên rồng ta đó. Da ta vàng, máu chúng ta vẫn đỏ, như màu cờ tổ quốc của ta. Việt Nam ơi, trải 4.000 năm qua, chưa bao giờ bị kẻ thù khuất phục. Cớ làm sao các con phải chịu nhục, làm tay sai luồn cúi ngoại bang. Việt Nam ta lịch sử đã sang trang, nắng đã trải vàng cả ba miền đất nước. Hỏi cường quốc mấy nước nào làm được như Việt Nam, đất mẹ anh hùng. Việt Nam ta ý đảng hợp lòng dân, khối đoàn kết đã làm nên sức mạnh. Hợp dưới cờ một ngôi sao năm cánh, sức mạnh phi thường ta đánh kẻ thù chung. Về đi con, tổ quốc thật bao dung, tuy thiếu thốn chúng ta cùng chia sẻ. Về đây con với ông bà cha mẹ, có đồng bào san sẻ yêu thương. Hết rồi thưa quý vị, tác giả họ không ghi ghi tên. Đây là cái hình ảnh chiếc máy bay chính phủ ta đi sang nước ngoài chở công dân mình về nước. Đấy là những cái gì Ly muốn gửi đến những người đang có tâm cảnh chống phá đất nước, mơ mộng về xứ phương Tây tư bản nọ kia, không nơi nào ấm áp và dang rộng vòng tay khi mỗi lúc ta buồn, ta thất bại. Chỉ có gia đình, chỉ có mẹ, chỉ có cha và chỉ có tổ quốc. Việt Nam cũng là mẹ, người mẹ vĩ đại của mỗi người dân Việt Nam. Mời quý vị hãy trở về, bỏ hết hận thù, hãy về với người trong nước và hãy chung tay xây dựng đất nước, không nên chống phá nữa nhé quý vị nhé. Đó là thông điệp đi muốn gửi tới quý vị. Việt Nam cũng có những cái thói hư tật xấu và cũng có những cái điều đẹp đẽ đáng yêu. Đất nước nào cũng vậy thôi. Mong quý vị hãy hướng đến những điều tốt đẹp để cho cái đẹp được lên ngôi. Kính chào quý vị.